đi nhanh. Buông tay ra. Ta đưa nàng rời khỏi đây. Buông tay ra đi mà. Buông tay ra. Buông tay ra. Khương Nhi, chẳng lẽ nàng không muốn rời khỏi ổ giặc này sao? Cần ngươi quản ta sao? Ta không quản thì còn ai quản được chứ? Lời này của ngươi khiến ta chạnh lòng đó. Ta không hiểu sao ta lại đến nơi này. Ở đây ta không quen biết ai, cũng không có người quen biết ta. Muốn quay về cũng không được nữa. Rốt cuộc ta nên làm sao đây? Ta biết nàng, cho dù xảy ra chuyện gì, nàng vẫn luôn là nữ nhân của Hàn Tín này. Ta không có phải. Đi cùng với ta, ta nhất định sẽ khôi phục trí nhớ cho nàng. Tới lúc đó nàng sẽ biết Hàn Tín ta là ai thôi. Ta biết Hàn Tín là ai, nhưng mà ta không biết bản thân ta là ai hết. Có ta ở đây rồi, tất cả vấn đề đều có thể giải quyết mà. Ngươi có thể buông ta ra trước không? À, ngươi xem đó là gì? À. Ê, Khương Nhi! Ta không phải Khương Nhi. Khương Nhi à? Ta không phải. Đi cùng với ta đi. Ta không phải Khương Nhi mà. Khương Nhi. Ta là Tiền Tiểu Phương. À, Hàn Tín, ngươi cứ ép ta như vậy sẽ không có được lòng mỹ nhân đâu mà. Ta sẽ chữa khỏi cho nàng. Buông ta ra, buông ra đi. Lão đại, chính là hắn. Người nào dám ở sân trại giở trò lung anh? Chịu thua chưa? Ôi trời đất ơi, thanh kiếm của ngươi thật là thần kỳ, không giống với thời đại này. Ngươi lấy được từ đâu vậy? Nàng chịu đi cùng, ta sẽ nói cho nàng biết. Ta không... Quá trà hai người biết nhau sao? À, xem như bằng hữu, hắn là Hàn Tín. À, là bằng hữu của cô nương. Phải công nhận là rất anh tuấn sáng sủa đó. Lão đại, huynh nói cái gì vậy? Lão đại không hay rồi. Lão đại, ở dưới chân núi xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện gì? Có người đánh lên tới đây rồi. Ai dám to gan vậy? Là đoạn cảnh cảnh. Đúng là to gan mà. Đánh chết chúng đi. Rồi chúng không còn đường về luôn. Không cho chúng có đường về. Đúng vậy. Đánh chết chúng đi. Lão đại, thăm dò xong rồi. Nội, tiểu đoạn phía trước là nơi cuối cùng trong sân lâm, có 7-8 người canh phòng. Tốt, để huynh đệ mới tới, đi thử sức trước, giết cho thoải mái. Nhưng mà đừng quên, để lại một tên còn sống quay về báo tin. Dạ rõ. Các huynh đệ tiến lên. Thông tụ kia đúng là phách lối. Hôm nay là hắn muốn tìm đường chết. Tình huống gì đây? Thốc tụ rốt cuộc là ai? Thốc tụ chính là một kẻ trộm, lão đại của nhóm trộm kình kình,
là nhóm trộm lớn nhất gần chỗ chúng ta. Lớn nhất sao? Các huynh không phải lợi hại nhất hả? Tiểu Hà. Ờ. Nói cái gì vậy? Để có nói gì đâu. Để nói là nhóm cướp cần cờ này lần này tới đây là không có ý tốt. Lão đại thân đồ, rốt cuộc họ tìm tới huynh làm gì? Hả? Ồ. Chúng không phải là vì cái cần câu cá Thái Công này sao? Ôi trời đất ơi, chỉ vì một cái cần câu cá giống trống khu chiên lớn vậy sao? Cần câu Thái Công này là bảo bối lần trước bọn ta tới mộ của Triều Chu trộm về được đó. Bảo bối của Triều Chu là đồ vàng mã hả? Vàng mã gì? Vàng mã là cái gì chứ? Chính là thứ trộm từ trong mộ được gọi là đồ vàng mã đó, hiểu không? À, bọn ta ở đây không phải là trộm. Những thứ mà bọn ta lấy được là những của cải phi nghĩa. Cướp phải có đạo đức. Phải, đúng rồi, lão đại nói đúng. Cái cần câu này trừ phi là cái cần câu mà năm đó Khương Thái Công đã ngồi câu cá trước mặt của Chu Văn Dư. Bảo bối tốt đó. Vậy huynh đệ này quả như là có kiến thức nha. Lão đại, tiểu tử này là ai vậy? Chúng ta hình như chưa gặp bao giờ. Đúng vậy, chưa gặp. Tại hạ là Hàn Tín ở Hoài Âm, đời sau của Hàn Huyết, thuộc Khanh Đại Tấn. À, hắn tên Hàn Tín, tương lai là một nhân vật lớn đó. Là hắn sao? Nhóm trộm cần cờ này muốn đến lấy cần câu Thái Công, chúng ta phải làm sao đây? Tuyệt đối không thể đưa. Không đưa cho hắn được. Đúng vậy, không thể nào đưa được. Đám chim cần cờ này ức hiếp chúng ta quá rồi. Chúng ta phải đánh đòn phủ đầu. Đúng vậy. Ai ra ngoài cùng ta giết chúng không còn một manh giáp. Để thuộc hạ Giết chúng không tha. Sao vậy? Qua loa như vậy sẽ phải chịu thiệt thôi. Cứ để hắn tới đây. Đây là địa bàn của chúng ta mà. Hàn huynh à, ngươi có cao kiến gì sao? Đối phương đã có chuẩn bị mà tới, chiến đấu lối khinh địch, tất nhiên sẽ bại. Cái tên này, Hàn Tín, ngươi có ý gì? Lão đại, tiểu tử này nói như vậy cốt ý làm loạn lòng quân. Chúng ta có nên dùng hắn tế cờ không? Phải đó. Dùng hắn tế cờ đi. Nổ trận đông. Vì sao ngươi coi thường đám thân đồ? Người ta đã dám đánh tới cửa, tất nhiên là có chuẩn bị mà tới. Hắn ta lại xông ra đấu một cách bộc phát, không thể phán đoán chính xác được. Như vậy không ngốc thì là gì? Hạ thấp người khác để thể hiện người tài giỏi hay sao? Người không định giúp họ hay sao? Lúc ta tới đây đã quan sát địa hình của sân trại và cả con đường đi lên và xuống núi. Xuống núi và đi tới sân trại chỉ có một con đường thôi. Lúc phòng thủ đương nhiên có thể lấy một địch 10. Nhưng mà chỉ cần con đường này bị kẻ địch phong tỏa, người trong trại sẽ trở thành con cá trong lưới, hoàn toàn không thể thoát được. Vậy thì càng phải tấn công. Đạo lý đơn giản như vậy tới một nữ nhân như nàng cũng hiểu. Chẳng lẽ đám người đó không hiểu sao? Cũng phải. Nè, ngươi có ý gì hả? Coi thường nữ nhân chúng ta phải không? Ở thời đại của ta như vậy gọi là trọng nam khinh nữ đó. Lại lên cơn rồi. Nàng xem, nếu nhóm cần cờn bố trí mai phục ở chỗ này thì đến cơ hội trốn về doanh trại của thân đồ cũng chẳng có nữa. Vậy ngươi còn ngay ra đó làm gì? Mau đi giúp họ đi. Ta có nói bọn họ cũng không nghe. Hơn nữa, đám đạo tặc bọn họ giao đấu với nhau tử thương vô số, không phải là tiện cho chúng ta rời khỏi đây sao? Toàn 7 với 7, đúng là 7 hết. Không ngờ ngươi lại là loại người này. Họ đều là người tốt, ngươi không thể thấy chết mà không cứu. Ta cũng là người tốt mà. Vậy thì ngươi đi giúp họ đi. Nếu như muốn giúp họ thật, vậy thì phải dùng tới Tiêu Hạ kia rồi. Vậy còn ngay ra đó làm cái gì? Mau đi tìm Tiêu Hạ. Ta không đi. Đi. Ê. Mau lên, đi. Ta đi gọi Tiêu Hạ. Tiêu Hạ, xuống. Ủa? Đây mau lên đi. Đi thôi. Sao vậy?
Ta dựa vào đâu mà tin hắn chứ? Huynh nói xem dựa vào đâu? Chỉ dựa vào việc hắn là Hàn Tín. Nếu ta nhớ không lầm, sau này Hàn Tín là danh tướng một thời đó. Sao ta chưa từng nghe nói bao giờ? Huynh chưa từng, nhưng ta nghe rồi. Vẽ được bản đồ thì ghê lắm hả? Có thôi đi không hả? Ta tin hắn cũng giống như tin huynh vậy. Sau này hai người đều là danh thần lương tướng đó. Phải giúp đỡ lẫn nhau. Ta cái gì nữa? Ta là Hoài Âm Hàn Tín. Hắn dựa vào đâu mà được nhắc tới cùng ta chứ? Ôi, ngươi! Ngươi! À. Ta Bái Phong Tiêu Hà này, ngươi lấy gì mà được nhắc tới ngăn hàng với ta? Ngươi là Bái Phong Cà Lâm thì có. Ngươi mới là Cà Lâm đó. Cách nói ngang ngược như Bái Phong có gì hay ho chứ hả? Ngang, nữ thần, hắn nói Bái Phong của ta là nơi ngang ngược kìa. Ngươi dám nói quê nhà ta là nơi ngang ngược hả? Hôm nay ngươi giỏi thì đấu riêng với ta đi. Qua đây, ta cho ngươi nhìn thấy bản lĩnh của mình. Hôm nay đừng có ai cản ta nha. Là cuộc đấu sức của nam nhân. Lại đây. Ngươi lại đây. Ta sợ ta đánh chết ngươi thôi. Ngươi coi thường ta phải không? Hôm nay ta phải cho ngươi thấy thế nào là nam nhân đích thực. Ra tay đi. Lại đây. Hai người có thôi đi không? Một tên Hàn Tín, một tên Tiêu Hà. Coi lại bộ dạng của hai người đi, để cho giáo viên lịch sử cấp 3 của ta thấy chắc chắn tức chết luôn. Nhờ nữ thần đã cầu xin. Nếu không hôm nay ta giết ngươi rồi đó. Tin không? Còn gọi ở đó nữa hả? Đi thôi. Ta nể mặt nữ thần tha cho ngươi đó. Khương Nhi, lát nữa ta tới tìm nàng. Lão đại, đã làm xong thủ ý của ngài. Vậy thuộc hạ dẫn theo các huynh đệ tấn công vào trong nhà. Không cần, cứ đợi đi. Rõ. Lão đại, chúng ta không thể đi được đâu. Ngươi tưởng chỉ có một tấm bản đồ của ngươi mà ngăn cản được ta sao? Sao có thể chứ? Lão đại, ít nhất thì chúng ta phải thăm dò thực hư bên chúng đã. Ta đấu với Cền Cờ đã nhiều năm rồi, thực hư hắn ra sao ta không rõ sao? Thân đồ lão đại, Hàn Tín nói có nguy hiểm đều có lý có căn cứ hết, huynh đừng có đi. Ra. Ngươi vẽ bản đồ cũng khá lắm, nhưng mà ngươi hoàn toàn không hiểu về khả năng của thân đồ ta rồi. Ngươi không hề biết ta có bản lĩnh cỡ nào sao? Ha. Nhưng mà lão đại à, nếu chúng ta trúng mai phục thì sao? Tiểu Hà, hôm nay lão đại ở đây nói một đạo lý cho ngươi nghe. Trước mặt kẻ mạnh thực sự, những kẻ quỷ kế đó đều là... Để biết rồi. Được. Ha. Đợi ta lấy đầu của Cền Cền về đây, các ngươi sẽ biết sự lợi hại của ta. Ê, lão đại, lão đại. Khuyên mà không nghe thì đáng đời thôi. Ngươi không nghĩ cách cứu huynh ấy, còn đứng đây nói bóng nói gió nữa. Tại sao ta phải cứu hắn ta chứ? Ngươi không cứu được thì nói không cứu được, đừng có kiếm cớ. Ai nói ta cứu không được? Vậy ngươi định cứu sao? Đưa cái này cho hắn ta, lúc cần thiết thì mở ra, có thể cứu mạng hắn. Vậy sao ngươi không chịu đưa? Nếu ta đưa, hắn ta sẽ không lấy cũng sẽ không chịu dùng. Ngươi đưa thì lúc nguy hiểm hắn ta sẽ nghĩ tới. Đã hiểu chưa? Cùng ta đi chém đám Cần Cờ đó. Giết Cần Cờ, giết Cần Cờ, giết Cần Cờ, giết Cần Cờ, giết Cần Cờ. Đi, khoan đã. Hả? Lão đại, người đến để cổ vũ cho ta phải không?
Không phải. Huynh cầm theo cái này đi. Cái này, cái này chính là bùa hộ thân đúng không? Huynh đệ Tiêu Hà của ta đã mang bùa hộ thân cho ta. Đây chính là bùa hộ thân chiến thắng. Tình huynh đệ của chúng ta hơn cả không nhà phải, không phải. Đây là cẩm nang diệu kế mà Hàn Tín đưa cho huynh. Lúc mà nguy hiểm nhất thì có thể giữ mạng cho huynh đó. Đem về nói với Hàn Tín, mạng của thân đồ ta không cần hắn cố. Đi thôi. Chết thì chết vậy. Lão đại, đệ sẽ đi cùng mọi người. Tiêu Hà, ý của ngươi là bằng lòng đi cùng lão đại với đám cành cành kia đúng không? Đúng là huynh đệ tốt của lão đại này. À, trời ơi, không thấy gì hết. Đi thôi. Đi. Đi với cành cành. Với cành cành. Hàn Tín, mình còn tưởng là một ông lão, không ngờ cũng đẹp trai thiệt đó. Đứng lại. Đối thang. Lão đại, khoan đã. Hả? Hay là chúng ta được lợi rồi thì rút thôi. Tiểu Hà, hôm nay là một ngày tốt. Hôm nay ta nhất định phải giết hết đám kim cành cành kia. Các huynh đệ, giết cho ta. Giết. Hình như ngươi đoán sai rồi. Ngươi xem, đám người thân đồ thắng rồi kìa. Cũng chưa chắc đâu. Nghĩa là sao? Vào rừng chắc chắn sẽ trúng mai phục. Hả? Lão đại, chúng ta vẫn chưa lên sao? Chúng vốn dĩ là một đám tốt thế mà. Chỉ cần dụ được thân đồ vào vòng dây, chúng ta cứ ở đây hút xác chúng. Nhưng tiếp tục như vậy thì người bên dưới sẽ chết hết. Ta nuôi bọn chúng không phải chính là để dùng lúc này hay sao? Được chết vì ta là dính dự cho chúng. Thank you.
Có mai phục, chúng ta có mai phục, có mai phục. Rút, mau rút đi, đừng hoảng loạn, rút mau. Lão đại, chúng ta trúng mai phục rồi. Nói thừa, ta đâu có bị mù. Lão đại, bên đó rất đông. Lão đại, bây giờ chúng ta làm sao đây? Liều với chúng đi. Giết hết cho ta. Bản đồ của Hoàng Tính. Tiểu Hà, chốt cuộc trên đó nói gì vậy? Hình như đây là một con đường thoát chết. Chạy đường nào? Làm bên đây. Đi. Không phải. Các huynh đệ, xông về bên đây. Đi thôi, chúc bao. Chúc. Chạy đi. Chạy đi, nhanh lên. Yeah. Chọn. Hey, you cut your back. Go. Lão đại, qua cây cầu này có thể đi về sơn trại. Đi mau lên. Các huynh đệ, các người đưa Tiểu Hà đi trước đi. Ta sợ lại chặn hắn. Lão đại à, cứ đi trước đi. Để sợ lại chặn hắn, sơn trại không phải không có huynh được. Đúng vậy lão đại, đi mau đi. Mau lên. Nhanh lên, nhanh lên đi. Đưa cung đi. Chúng ta rồi. Chạy gỗ, chạy gỗ, chạy gỗ, chạy gỗ. Ta phải chiến thắng. Giết hết cho ta. Lão đại, con chặt nước cậu đi. Tiểu quan đầu. Tiểu quan đầu, ta giết các ngươi. Lão đại, mau chặt cầu đi. Vẫn còn người. Lão đại, hãy mau chặt cầu đi. Nếu không, không ai còn sống đâu. Đi. Lão đại. Chặt. Tất cả nghe đây, một là sông qua, hai là chết hết cho ta. Chọc, chọc.
tên mập kia, nhất định phải về nhà tắm rửa sạch sẽ cho ta. Ta phải băm ngươi ra thành trăm mảnh để ngâm rượu uống. Thốc tổ, rồi sẽ có một ngày ta sẽ giặt sạch lông của ngươi. Ta đi liều bạn với chúng. Mất sạch quân tinh nhuệ rồi lấy gì mà liều chứ. Sớm nghe lời ta thì đâu có kết cục này. Người nói cái gì? Ngươi nhìn cái gì? Ta nói sai sao? Nè, hai ngươi làm cái gì vậy hả? Giờ là lúc nào rồi? Sao độc miệng vậy? Mau nghĩ cách đi. Nếu quả thật không được thì đưa cần câu cá của Khương Thái Công cho bọn chúng. Ngươi hứa cái gì mà hứa chứ? Ngươi... Nè, Hàn Tín, ngươi đã có phán đoán rồi, vậy hãy nói cho rõ ràng đi. Thốc tụ đã cho người ùa ra, không chừa đường lui. Thứ hắn muốn không chỉ là cần câu mà là tất cả. Ngươi nói vậy là sao? Nhóm kền kền muốn diệt sạch các ngươi để chiếm lấy sơn trại. Vậy phải làm sao đây? Hàn Tín, ngươi phải giúp chúng ta. Là giúp họ sao? Họ có gì khác ta sao? Có. Hàn Tín, chúng tôi cần ngươi giúp. Ta cũng đâu định giúp đâu. Ngươi... Nè, hay vậy đi, ngươi giúp họ hóa giải nguy cơ trước mắt, ta sẽ đi cùng ngươi. Thật sao? Ừ. Được. À, như vậy à? Có Hàn Tín ta ở đây thì các ngươi yên tâm đi, ta giúp cho các ngươi giải quyết. Thả lỏng chút đi. Sơn trại này thiết kế cái kiểu gì vậy? Ngươi nhìn xem, con đường chính diện nếu như bị kẻ địch bao vây là sơn trại sẽ không có đường thoát. Ta không hiểu sao các ngươi sống được tới bây giờ luôn đó. Ta một người chẳng cố quan, dạng người khó địch lại. Đi đi. Vẫn phải phiền tới Hàn huynh chỉ giáo. Ê, đưa cái này cho bọn chúng đi. Không phải ngươi nói là chúng muốn tất cả chỗ này của ta sao? Muốn được sơn trại này của ta mà. Ngươi đưa cái này cho bọn chúng thì có thể giúp chúng ta kéo dài thời gian. Vậy thì kêu ta chết cho xong đây. Ta liều với hắn, quyết sinh tử cho hắn. Chết thì không cần đâu, vẫn có thể bỏ trốn mà. Trốn? Bên ngoài toàn là người của hắn, trốn kiểu gì đây? Các ngươi không phải là đạo mộ tặc sao? À, đạo mộ tặc thì giỏi nhất cái gì? À, ý của ngươi là đào đường hầm hả? Ê, trước khi vào đây ta đã thám thính rất kỹ. Đường cua nhai sau núi trong phong thủy gọi là thanh long đốn hút. Các ngươi nhìn đi, nơi này bên trái có trâu chạy, bên phải có dòi múa, địa hình ở giữa như là quyền trung tinh môn, là một nơi phân biệt trong đục rạch tròi âm dương, là một nơi xóa sạch mọi điểm gỡ. Nơi đặc biệt này gọi là cửa sinh tử âm dương, có ý là sống lại từ cõi chết. Đã hiểu chưa? À, không hiểu. Hàn huynh cứ nói đi, chúng ta phải làm gì đây? Đào đường hầm thông tới đây là có thể thoát ra. Tiểu Hà, đào đường hầm là sở trường của đệ mà. Đi đi, đi đi. Đào đường hầm, chúng ta là đạo mộ tặc mà. À, bọn thốc tụ cũng là đạo mộ tặc. Hôm nay chúng ta ngang nhiên đào đường hầm ở đây, bọn chúng làm gì có chuyện không biết chứ? Biết ngay là ngươi sẽ hỏi vậy mà. Vậy Hàn huynh có cao kiến gì không? Thiên địa vận hành, ngũ hành tương sinh tương khắc. Kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc quả, quả khắc kim. Vậy thì sao? Cho nên là ta sẽ ở đây thu hút sự chú ý của chúng. Mọi người cứ yên tâm mà đào.
thấy lợi hại không? Rất lợi hại đó. Tiểu Hà, đừng có chần chờ nữa, ngươi mau đi đào lũ đi. Không được, chuyện này chúng ta phải cân nhắc kỹ. Các quân đại, nhanh lên đi, nhanh lên đi, bọn chưa ăn cơm hay sao? Lão đại, không phải chúng tôi không bỏ sức mà quả thực không đào nổi. Không đào nổi thì đừng có hòng mà sống, với lại tối nay cũng đừng có mà ăn cơm. Đất này đóng băng rồi, làm sao mà đào được chứ? Các quân đại à, ra sức đào đi, dù đóng băng cũng phải đào cho ra mà. Sao rồi, sao rồi? Đào đến đâu rồi hả? Không đào được, thật sự là không đào được. Nữ thần à, chắc lần này chúng ta không đào được đường hầm rồi. Gì chứ? Đất này đóng băng rồi, làm sao mà đào được chứ? Vậy mà lúc nãy quên đào dữ lắm. Ta thấy không đào được cho nên sốt sắng thôi. Nếu như bây giờ không tìm được cách giải băng cho đất thì chúng ta coi như xong. Nè Tiêu Hà, sơn trại này có phải có bột vôi sống hay không? Có. Đó là vũ khí lợi hại nhất để đánh trận đó, còn gọi là mở mắt mù. Mở mắt mù là cái quái gì vậy? Không phải. Tiểu Phương cô đơn à, cô cần cái thứ mở mắt mù làm gì? Đó là thứ dùng để tập kích kẻ địch. Đánh với nhóm cành cành hoàn toàn không có tác dụng đâu. Nó không dễ dùng một chút nào. Không phải để đánh trận. Sơn trại này có tổng cộng bao nhiêu? Chắc là còn khoảng mấy thùng gì đó. Lấy ra đây hết đi. Rồi tiếp theo phải làm gì đây? Tát nước. Đi lấy nước bao lên đi. Nhanh lên. Hay quá vậy. Cái gì vậy? Sao nhiều khí vậy? Nè nè, thử lại đi. Để ta thử cho. Đã mềm rồi. Mềm rồi. Thần kỳ thiệt ha. Đúng là hay thiệt đó. Đào mau lên đi. Dùng cho chúng ta trốn thoát đó. Đào thật cẩn thận. Thật cẩn thận vào. Tiểu phu cô nương đúng là không tầm thường một chút nào. Cô học bản lĩnh này từ đâu ra vậy? Được rồi, các huynh đệ, mau đào nhanh lên đi. Chúng ta phải đột phá dòng dây. Ngày nào cũng ăn mấy cái này á, biết bao giờ mới hết đi trời. Hai, giết tên mập thân đồ là được ăn ngon rồi. Còn nhìn cái gì nữa, nhanh lên đi. Được. Nhanh lên. Nhanh lên. Lão đại, ăn chén cháo đi cho ấm người. Lấy rượu cho ta. Dạ. Lão đại, rượu đây. Lão đại, tên mập đã là thịt bỏ trong chén rồi, chỉ xem bao giờ bỏ vào miệng thôi. Ngươi còn kêu nữa, có tin là ta giết chết ngươi không? Lão đại, thân đồ hắn tự tuyệt đường sống, hắn vốn dĩ có thể chống lại chúng ta, nhưng không ngờ lại dây khốn bản thân. Dây khốn sao? Dạ phải. Tên mập chết tiệt, quá ra người tính toán như vậy. Wow, nhiều thịt quá đi. Thơm quá. Nè, mau lên cho ngươi một miếng. Cách làm mềm đất đông cứng, làm sao mà nàng nghĩ ra vậy? Khoa học đó. Cái thứ đó thật ra là bột vôi sống. Sau khi bột vôi sống gặp nước sẽ khiến đất đá sôi lên, đồng thời sản sinh nhiệt lượng lớn. Có đủ nhiệt lượng, đất sẽ mềm ra thôi. Khương Nhi, có phải nàng có kỳ ngộ gì không? Đã nói với ngươi rồi mà. Hả? Ngươi nói coi, sao ta có thể giải thích thuyết tương đối công thức trọng lượng với người cổ đại như ngươi chứ? Được rồi, ngươi xem ta là người khác đi. Ta thật sự không hiểu nàng đang nói gì hết.
nhưng ta cảm thấy nàng không giống như là trước đây. Khương Nhi, đợi chuyện này kết thúc, nàng với ta về nhà đi. Về nhà? Người biết nhà ta ở đâu sao? Hoài Âm chính là nhà của nàng. Nhà của ta chính là nhà của nàng. Trời ơi, ngươi đừng suốt ngày sến súa như vậy được không? Nghĩ chuyện trước mắt đi. Ngươi kêu bọn thân đồ đào hang rầm rộ như vậy, chúng ta ngồi đây ăn uống no nê, ngươi không sợ kẻ địch phát hiện hả? Đây chính là lý do mà chúng ta ăn uống ở đây đó. Ăn thịt thì liên quan gì tới đào hầm? Gọi là chuyển sự chú ý, mê hoặc kẻ địch. Mùi thịt bay xa, kẻ địch ắt sẽ ngửi được. Với lại, chúng ta to gan ăn uống ở đây, lão đại của nhóm Kình Kình nếu nhìn thấy, trong lòng sẽ nảy sinh nghi ngờ, cho rằng chúng ta có âm mưu gì đó, không dám lộ mạng tấn công chúng ta. Như vậy thì có thể tranh thủ thêm một chút thời gian nữa rồi. Đây đúng là diệu kế. Ta là hàng tính của Hoài Âm mà. Sao vậy hả? Soái ca. Soái ca là gì? Tức là tuấn tú. Ê, ngươi coi, ngươi coi, khi ngươi cười vô cùng soái ca luôn. Trời đất ơi, sao biểu cảm này cũng soái ca đến như vậy? Sao có người soái ca như ngươi chứ? Ô, mùi thơm ở đâu vậy? Lão đại, mùi thơm của thịt đó. Lúc này mà bọn chúng có tâm trạng ăn thịt sao? Chúng ta có cần tập trung tấn công không vậy? Hey. Rõ ràng là biết ta bên ngoài, còn dám ở đó rầm rộ khoa trương. Nhất định là bọn thân đồ này đang có âm mưu giở trò với ta. Để ta xem các ngươi gắng gượng được bao lâu. Chúng gắng gượng được hay không thật là khó nói, nhưng bụng của các huynh đệ chịu hết nổi rồi. Nói với các huynh đệ, họ cũng giống như chúng ta, đều là trộm đạo, tìm thật kỹ các hàng mới đạo cần để cho ta. Không được để sót bất cứ cái nào hết. Đi. Dạ dạ. Cuối cùng cũng thông rồi. Lão đại. Lão đại, cuối cùng chúng ta đào xong rồi. Được, khẩn trương lên đi, tất cả đi dọn đồ giải tán. Dạ. Tiểu Hà, mau đi lấy bảo bối với ta. Dạ dạ. Nè, sơn trại còn chẳng giữ được nữa, nghĩ tới bảo bối gì chứ? Đó là tâm huyết của ta mà. Các ngươi lấy hết bảo bối đi, thì nhóm Kình Kình sẽ tha cho các ngươi sao? Tiếc tiền không tiếc mạng, nếu không vì bảo bối, Kình Kình cũng không tấn công đâu. Cần mạng hay là cần tiền, tự chọn đi. Dù gì chúng ta cũng phải thử chứ. Nè, Hàng huynh à, có cách nào dẹn cả đau đường không vậy? Cách giải quyết thì không phải là không có, nhưng mà ta phải ở lại. Hàng huynh à, đó là cách gì vậy? Ê, thiên cơ bất khả lộ. Không được, không được. Lỡ đâu chúng ta đi rồi, ngươi chiếm hết bảo bối thì sao? Ngươi thấy một mình ta có thể mang bảo bối đi đâu đây? Cái đó ta không biết, nhưng mà ta không tin ngươi. Vậy thì ngươi ở lại với ta. Ở ta. Tiểu Hà, ngươi không thể ở lại được. Chúng ta đi, nhóm Kình Kình sẽ tấn công nữa. Ngươi sẽ mất mạng đó. Không được đâu, những bảo bối đó để dùng cả tính mạng để lấy về. Thôi đi. Ngươi hãy nghe lời lão đại, chỉ cần giữ tính mạng, bảo bối gì rồi cũng có, mộ gì rồi chúng ta cũng sẽ tìm được mà. Vậy thì người nào muốn ở lại đây với ta? Vậy ta ở lại. Được, vậy thì các ngươi đi trước đi, chỗ này giao cho ta. Đi thôi. Không sao đâu mà, đi với ta. Lão đại, cái hang này mới đào hôm nay đó. Bây giờ để xem các ngươi chạy đi đâu. Tất cả nghe kỹ cho ta, chuẩn bị dây thừng và thòng lọng, phải bắt sống hết cho ta. Nghe rõ chưa? Nghe rõ. Đi thôi. Ê. Hey.
Khương Nhi, có phải nàng nhớ ra ta rồi không? Vậy tại sao nàng ở lại chứ? Bởi vì Quynh là Hàn Tín mà. Sau này Quynh sẽ là tướng quân nổi tiếng của thời đại này. Bây giờ ta đi theo Quynh chắc chắn là không sai. Ta là tướng quân sao? Giờ ta chỉ là phạm nhân bị truy nã thôi. Chuyện gì vậy? Tiêu Hà là giặc trộm mộ, Hàn Tín là tội phạm truy nã. Chẳng lẽ vì mình xuất hiện mà lịch sử bị thay đổi hay sao? Nói cái gì vậy? Không có gì. Trời đất ơi, bảo tàng cát nhìn phách lối như vậy, chẳng phải gọi trộm tới hay sao? Theo như các cách thoát khỏi mật thất, chỗ này chắc chắn có cơ quan. Để ta nghiên cứu một chút đã. Cái này nhìn khác nè. Yes. Mau. Tài sản của tên thân đồ này đúng là không ít hơn. Để chọn cho nàng một cái. Vậy không hay lắm đâu. Có gì đâu mà không hay. Ta cứu bọn họ, cái này coi như là thù lao đi. Để ta đeo cho nàng. Rất đẹp. Có lẽ đám Tiêu Hà đã chạy thoát được rồi. Chắc bọn họ bị bắt hết rồi. Cái gì? Ha 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 ha.